Vừa qua một đoạn clip về vụ việc ô tô húc văng cô gái trên xe máy đang lưu thông trên đường rồi bỏ chạy đã gây xôn xao mạng xã hội. Ngay khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lập tức xác minh thông tin, tránh gây ra hoang mang dư luận cũng như truy tìm tài xế ô tô để xử phạt nếu có vi phạm. Theo đó vào chiều 30 tháng 1, qua công tác quản lý địa bàn và phản ánh trên mạng xã hội, Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bà Rịa đã tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, khu phố 4 phường Phước Nguyên. Cụ thể thông tin trên mạng cho rằng, tại thời điểm này xe ô tô con biển số 60K 149 do một người đàn ông điều khiển xảy ra va chạm với một người phụ nữ đi xe máy. Sau khi xảy ra va chạm, người đàn ông không xuống xe giải quyết mà mở hé cửa rồi lại đóng cửa, tăng ga bỏ chạy. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự thông tin, vụ va chạm không được các bên báo cho cơ quan chức năng để giải quyết mà chỉ lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang, bức xúc cho người dân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đội đã cử hai tổ xác minh thông tin về tài xế ô tô cũng như hiện trường vụ va chạm để làm rõ vụ việc. Qua xác minh, đội đã có thông tin và mời tài xế xe ô tô lên làm việc. Người này tên là VQH, ngụ tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ông Hát trình bày có xảy ra vụ va chạm giao thông với xe máy do người phụ nữ trẻ tuổi điều khiển. Thời điểm va chạm, ông Hát đang đi đúng phần đường, đèn tín hiệu báo xanh. Nguyên nhân va chạm là do người đi xe máy chạy vượt đèn đỏ nên ông không kịp quan sát xử lý. Ông Hát có xuống xe hỏi thăm người đi xe máy, chủ động đề nghị gọi giúp người nhà chứ không bỏ chạy. Thấy người đi xe máy không sao, xe ô tô có bảo hiểm nên nói chuyện khoảng 2 phút thì ông Hát lên xe đi xuống Vũng Tàu. Ông Hát đi chậm và không thấy ai chạy đuổi theo. Theo đội cảnh sát giao thông trật tự, ngoài trình bày của ông Hát, tổ xác minh đã thu thập lời khai của một số nhân chứng xung quanh hiện trường, như người ở tiệm thuốc Tây, cây xăng và nhà yến, đồng thời kiểm tra camera an ninh của các nhà dân xung quanh, nghi là hiện trường vụ va chạm. Qua đó xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn trên là do người điều khiển xe máy đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt khoảng 6 giây đèn đỏ. Camera ghi nhận các bên đã dừng lại Người dân dắt xe máy vào lề đường. Ông Hát đã xuống xe xem xét tình hình. Toàn bộ vụ việc được camera ghi nhận trong khoảng 3 phút. Các bên đã tự điều khiển xe giải tán rời khỏi hiện trường.